em quay cái tay ra lên đây mọi người nhìn đi tới đây nha ha. Tại vì bao giờ cũng vậy, khi bị rút sống cổ là bị luôn đó. Rồi ở đây có đau như cô kia không? Cúi mềm xuống, cúi xuống mềm xuống, mềm xuống đúng rồi. Đó, tay nó đau đau. À, để tôi nắng lại chứ. Lượn theo, thẳng cái tay ra chị nhé. Chặt lại đó, đó đúng rồi. Đó, đúng rồi đó. Đó. Rồi, giơ tay lên. Đó, ngon mình chưa?